22 và 23 tháng 7 năm 2017, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật VPS đã khai mạc buổi triển lãm ảnh nghệ thuật mùa hè cho 4 hội viên: Nguyễn Thu Tiên, hội trưởng; Trần Công Dự, Ngô Hoàng Cương và Trần Bạch Cúc, thời báo, tại LV Art Gallery Sugarland, Texas. Đến tham dự có các hội viên Hội Nhiếp ảnh bạn, những nhiếp ảnh gia, các bạn yêu môn nhiếp ảnh trong cộng đồng người Việt tại Houston. Triển lãm ảnh nghệ thuật là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quan trọng và cũng là một hoạt động nghệ thuật được tổ chức hàng năm của các hội viên ảnh tại Houston, nhằm đánh giá kết quả sáng tác của giới chụp ảnh nghệ thuật của thành phố Houston. 100 bức ảnh được trưng bày trong buổi triển lãm lần này với nhiều chủ đề về vẻ đẹp thiên nhiên, về chân dung con người trong cuộc sống đời thường. Nhiều bức ảnh để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, như cánh đồng lúa mì tại Palos, Washington State thay đổi màu sắc theo thời gian, sáng, chiều và các túp lều lặng lẽ giữa biển khơi Mã Lai. Những bức ảnh mang lại cho người thưởng lãm nhiều lắng động và cảm xúc. Mỗi năm anh em đi chụp hình thì nhiều chuyến, thành ra số lượng hình chúng tôi có rất nhiều. Nhưng mà thường thường mỗi năm có một cuộc triển lãm, thành ra cái số hình được dự triển lãm cho mỗi hội viên là quá ít đi. Thành ra chúng tôi mới có cái ý nghĩ là bây giờ mình làm một năm nhiều chuyến, nhiều buổi triển lãm, mà mỗi triển lãm chỉ có 4 hội viên triển lãm thôi. Thành ra họ có nhiều cơ hội để mà bày những cái ảnh tranh để mình chụp được trong suốt năm qua. Hôm nay là cái buổi đầu tiên của cái chương trình này, và cái chương trình này sẽ tiếp tục 4 tháng sau nữa sẽ có 4 hội viên khác. Thì kỳ này đó thì gồm có tôi là Nguyễn Thu Tiên, anh Ngô Hoàng Cương, chị Trần Bạch Cúc và Trần Công Dữ. Chương trình chúng tôi là như vậy, chúng tôi hy vọng là sẽ thành công và sẽ có những cái buổi sau nữa. Tôi chọn đủ đề tài, từ là cảnh, rồi người, rồi chim, thú, rồi là thêm hoa. Tôi rất thích những tấm hình này, vì nó là tâm huyết của tôi. Tôi chọn ra để mọi người xem như thế nào và cho tôi biết ý kiến để tôi học hỏi. Những tấm ảnh này là chụp toàn là không phải ở Houston, không có ở Houston, ở các tiểu bang khác, mà chúng tôi phải đi tìm tòi rất là cực nên mới có được những tấm ảnh này. Hy vọng là những tấm ảnh tôi chụp được quý vị thân hữu thích nó, hay là có những cái gì mà cần chỉ dẫn cho tôi xin chấp nhận. Dạ, xin chào. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi là một trong 4 người của triển lãm của nhiếp ảnh ngày hôm nay. Có nhiều khi chụp tấm ảnh 3-4 ngày, đi qua đi lại chụp nhiều lần mới được tấm ảnh đó. Cũng may có nhiều bức ảnh phong cảnh mà mình chụp đó, là có lần khên thì cũng được, nhưng mà mình cũng đi cũng có dịp may. Quan trọng nhất là cái ánh sáng, những cái phong cảnh mà ánh sáng á, là khi mình chụp á, là mình phải cần ánh sáng rất là tốt, chứ mù phải sương mù luôn. Ánh sáng mà quan trọng nhất là buổi sáng sớm, từ khoảng 7 giờ đến 8 giờ, 8 giờ rưỡi thôi. Còn buổi chiều á, thì mình có thể mình chụp từ 4 đến 5 giờ chiều, ánh sáng lúc đó là ánh sáng mà tốt nhất. Lần nữa thôi, tôi cũng cảm ơn quý thính giả để có dịp thưởng thức những cái bức ảnh mà của mình đi săn những bức ảnh đó. Mong quý vị cũng thông cảm cho coi, nhiều khi có cái bức nào mà quý vị thắc mắc cái gì mà hoặc là bổ túc thêm gì để cho mình biết, để mà mình sửa chữa thêm. Cảm ơn. Chào tất cả quý vị khán thính giả. Tôi là Hoàng Cương, một trong 4 người của hội VPass. Rất hân hạnh được để mà nói về cái nguồn gốc từ đâu,
mà tôi đi vào ở trong cái sở thích này thì thứ nhất là do cái ý muốn của mình như vậy, thứ hai là do một số bạn bè thân khuyến khích và muốn có một cái sinh hoạt nào nó có tính cách nghệ thuật, thì tôi đã gia nhập vào hội VPass cũng hơn khoảng gần 2 năm nay. Và thì nói về cái khuynh hướng mà chọn cái đề tài nào thì tôi nghĩ rằng là tôi thích những cái đề tài nó có tính cách thể thao, những cái gì nó có tính cách action này nọ đó. Thì và lúc đầu thì mình nghĩ rằng mình vào ở trong cái thế giới nghệ thuật của nhiếp ảnh thì mình cũng không có nghĩ là mình thích cái nào hơn, nhưng mà sau một thời gian dài đi chụp ở ngoài rồi sinh hoạt với anh em thì mình bắt đầu định hình được từ từ cái sở thích của mình. Thì dĩ nhiên ở mỗi một cái khía cạnh của cái nhiếp ảnh thì nó đều có những cái để mình học hỏi và có những cái để mình có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa, bởi vì cái thế giới nhiếp ảnh thì nó rất là phong phú. Càng học hỏi, càng đi nhiều thì mình lại càng thấy thích thú. Đó là những cái gì mà tôi muốn nói trong ngày hôm nay đến với tất cả quý vị khán giả. Xin kính chào quý vị. Tôi là Nguyễn Thu Tiên. Tôi là một trong 4 người triển lãm hôm nay. Số tranh ảnh tôi dự hôm nay là 25 tấm. Thì trong đó có tấm ảnh mà sau lưng tôi là cái tấm ảnh mà tôi đắc ý nhất. Cái khung cảnh này là khung cảnh ở biển, một vùng biển ở giữa Mã Lai và Phi Luật Tân. Biển cạn cho nên một số dân chúng họ về đây họ làm nhà, họ ở và họ sinh sống bằng nghề đánh cá. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phỏng vấn hôm nay. Không có gì mà vui hơn là được ngay người tác giả của những tác phẩm này hướng dẫn và giải thích và nói cho Việt Bảo nghe là những tấm hình này đã được chụp ở những nơi nào. Như quý vị có thể nhìn thấy, đây là những tấm ảnh mà nếu mà chị Bạch Cúc là tác giả không nói thì có lẽ Việt Bảo tưởng là chụp ở Việt Nam. Nhưng theo chị thì là chị chụp ở Balloon, tiểu Seattle ở tiểu bang Washington. Việt Bảo rất là thích màu sắc của những tấm ảnh chị chụp. Thành ra tất cả đã cho người xem những cái niềm vui và cùng vui với tác giả trong niềm đam mê nhiếp ảnh. Cảm ơn em. Nghệ thuật là vô hạn, để tìm được một sự vẹn toàn là không thể. Chỉ mong sao mỗi ngày mỗi bức ảnh chụp được khởi sắc hơn, tìm kiếm những hình ảnh mới mẻ từ nội dung đến hình thức giúp cho hội viên thêm nhiều kinh nghiệm, tự tin hơn để khích lệ và phát triển phong trào nghệ thuật nhiếp ảnh của cộng đồng người Việt tại Houston.